Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hỏi Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình, có thể bấm lại ngay một nút chuông để đăng ký bên cạnh. Chúng mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay và khác đang chờ các bạn ở phía sau nhé. Rồi, với 5 triệu đồng thôi thì các bạn đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ đeo tay chứ mình đang cầm ở đây, đã góp phần vào việc chúng ta sẽ bảo vệ môi trường nè, bằng việc chúng ta sẽ sử dụng những nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên. Một trong những nguồn năng lượng dồi dào đó, đó chính là nguồn năng lượng ánh sáng. Nghe thì thật là vĩ mô đúng không, nhưng thực tế thì nó y hệt như vậy. Mỗi cá nhân chúng ta đều quyết định những công việc nhỏ nhỏ thôi thì nhiều cá nhân hợp lại chúng ta sẽ có nên một cái thành tựu lớn. Khỏi nói nhiều thì chắc chắn các bạn cũng biết ngay là phiên bản đồng hồ mình đang cầm ở tay là một phiên bản đồng hồ Citizen EcoRide, là sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời rồi đúng không? Và chiếc đồng hồ này sẽ có mã là AVK11210A. Vậy thì với mức giá bán của chiếc đồng hồ này rơi vào khoảng là 5 triệu đồng thì chiếc đồng hồ này sẽ có những đặc điểm gì hay và đặc biệt? Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thứ nhé. Về ngoại hình của chiếc đồng hồ này thì mình cảm thấy là Citizen trang bị cho nó một cái vẻ ngoài đậm chất classic. Tuy là nó sẽ không quá lôi cuốn như là những chiếc đồng hồ mà gọi là classic mà siêu cổ đâu, mà các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ nhìn nó thoáng hơn, nó đơn giản hơn khá là nhiều. Điều này thì nó sẽ vô cùng phù hợp đối với những bạn nào chúng ta cần một chiếc đồng hồ để sử dụng cho nhiều bộ trang phục, nhiều điều kiện sử dụng khác nhau thì chiếc đồng hồ này sẽ vô cùng phù hợp. Rồi, về thông tin của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có đường kính ngang xe mặt của nó rơi vào khoảng là 42mm nè. Và độ dày tổng thể của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 9mm. Đấy, 9mm thì mình cảm thấy cũng được, ok, nó cũng hơi dày nhưng mà thực ra thì mình cũng không thấy quá phiền phức lắm đâu. Bởi vì mình là một cổ tay có hình giống như hình tròn mà đúng không? Nó hơi mập như thế này nè, cho nên khi mình đeo vào thì mình cảm thấy nó sẽ vừa vặn, nó fit với thần cổ tay mình hơn. Mình thì không thích đeo những chiếc đồng hồ với phần sai mặt quá mỏng đâu, nó mỏng thì nhìn nó sẽ không đẹp như là những chiếc đồng hồ mà nó dày dày thế này. Nhìn cổ tay mình nó sẽ chắc khỏe hơn. Vỏ của chiếc đồng hồ này thì được hoàn thiện bằng chất liệu là thép không rỉ nè, và nó sẽ được mạ của lớp vàng PVD ở ngoài. Thì các bạn cần phải lưu ý cho mình thì lớp mạ vàng này chúng ta tránh tiếp xúc với xà phòng, nước rửa tay hay là hóa chất để nó bị bảo vệ ngoài, nó bị oxit đi thì nó sẽ bị hoen ố, như nó không đẹp nữa. Trang bị chiếc đồng hồ này thì các bạn nãy giờ cũng thấy thì nó sẽ có một cái tấm kính khoáng mo cong, mình thấy cũng ok, được, trong tầm giá 5 triệu mà kính mo cong thì cũng xứng đáng á, cũng ngon á. Rồi mặt sau thì các bạn sẽ có cái nắp khoảng gương trong suốt, cắt logo là Citizen EcoRide đây thôi. Dây chiếc đồng hồ này thì các bạn dây khá là lớn, nó rơi tới con số là 23 lượng và bần khóa này cũng là mã vàng, có dập cái dòng chữ là Citizen ở đây. Rồi, mức độ chống nước của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 5 ATM, tương với khoảng là 50 vết nước. Về mặt số chiếc đồng hồ này thì như các bạn cũng thấy thì nó sẽ có tông màu chủ đạo là tông màu bạc. Ở trong thì nó sẽ có cái hiệu ứng là hơi chảy tia nhẹ ở phần viền ngoài bao quanh những cọc số nha. Còn bên trong các bạn sẽ có một cái ô tròn khác, nó sẽ có những họa tiết là dạng suýt, những cái đường thẳng đi thẳng từ trên xuống. Nhìn nó sẽ mô phỏng như là những cái bộ vest chúng ta mặc ở cái sớ vải á, nhìn nó sẽ sang trọng hơn. Cặp giờ chiếc đồng hồ này thì nó sẽ không sử dụng bất kỳ con số La Mã hay là số Ả Rập gì cả, mà nó sẽ là những cái cọc giờ kim loại, những cái thanh ở đây nhìn vô cùng tối giản luôn, và đang xen ở giữa là những cái phần mà vạch chia nhỏ ghi là số phút màu đen. Kim giờ, kim phút bên chiếc đồng hồ này thì sẽ có kiểu thiết kế là pencil, cây bút chì, và nó sẽ có một cái vạch dạ quang khá là mỏng bên trong. Thì mình cảm thấy là họ trang bị giống như cho có thôi, chứ thực ra về cái hiệu suất của nó thì vạch dạ quang mỏng thế này thì mình nghĩ là nó sẽ không phát huy được thời gian sáng lâu trong môi trường thiếu sáng đâu, gần như là nó chỉ chớp nhoáng khoảng 1-2 phút đầu thôi, mình nghĩ là như vậy. Ở trí 3 giờ thì các bạn sẽ có một ô cửa sổ hình chữ nhật để xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Rồi, toàn bộ thông tin mặt số thì các bạn chỉ có dòng chữ Citizen và EcoRide thôi, cực kỳ đơn giản luôn, không có bất kỳ thông tin nào thêm. Thì đây vẫn là chiếc đồng hồ là 3 kim một lịch. Rồi, về bên trong của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ sử dụng một bộ máy EcoRide năng lượng ánh sáng như ở đầu video mình có giới thiệu. Bộ máy của chiếc đồng hồ này sẽ có mã là J810. Ok, các bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Với tầm giá bán của nó là rơi vào khoảng là 5 triệu hơn một xíu, thực ra là con số là 5.100.000 mới chính xác hơn, thì các bạn có thấy là chiếc đồng hồ này có xứng đáng để chúng ta sở hữu không? Thì bạn hãy comment để làm mình phía dưới. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi là muốn mình so sánh chiếc đồng hồ này với những chiếc đồng hồ khác thì có thể comment để làm bình luận. Link chiếc sản phẩm thì mình sẽ đính kèm phía dưới dòng mô tả video nhé. Rồi, và nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay và hữu ích thì đừng quên bấm một nút like, share cho bạn bè, nút chuông và nút subscribe để luôn luôn cập nhật những video mới nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video review tiếp theo.